54 đeo vừa nha. 8406 đây là cái vòng tay trái châu. Bi 8406 sale tiền công còn 280.000 thôi, một cái vòng rất là dễ thương. Dạ có sao không ai ba chị luôn chị ơi. Rồi 8406 cho chị Kim Ngân lấy nè, chốt cho chị Kim Ngân. Cảm ơn chị. Em phải liền cho em. Rồi cho xem những cái hóa rồng đây chị. Có cái kiền xi măng vô rồi. Bác thôi, chàng cháu có đem luôn không ạ? Ngân ơi, đi lấy được, cầm nhắn điện thoại ra. Bác thôi, chàng cháu đi luôn ạ, cháu đi luôn. 12 chỉ 581 nè. Cái khóa cũng chắc chắn vô cùng luôn. Chị không cần đeo ấy, gỡ ra cho đeo cho. Bây giờ thị trường bán tiền công là tầm khoảng 2 triệu cái kiền này. Cái kiền này một lượng 2 năm gần một lượng 3 nha. 2 triệu đúng không? Bây giờ em sale 999.000 tiền công thôi. 999.000 tiền công. Đúng rồi. 12 chỉ 581. 999.000 tiền công cho cái kiền này. Chốt đơn là 50.317.000. 50.317.000 cái kiền của em đang đeo ạ. Còn cái sợi dây này em trước khi em qua mẫu cho mấy chị chim ngưỡng lại siêu đẹp, có tăng đưa luôn, từ 4 tấc 2 tới 4 tấc rưỡi đeo vừa. Sợi dây em đang sale đậm sâu lắm, 1 chỉ 897 nè. Thị trường bán tiền công là tầm khoảng 8-900 ngàn. Bây giờ em sale rẻ cho mấy chị còn 550. 7.986.000 là sợi dây. 7.986 là sợi dây. 7.986. 7.986 là cái sợi dây liền mặt nha. Bông lên chưa? Chưa. Lắp ba chỉ từ từ em lên ạ. À. Đây nhẫn cá hóa rồng đi mấy chị, cá chép ngậm ngọc nha. 1 chỉ 75. Thị trường bán tầm khoảng 800.000 tiền công. Bây giờ em cho sale cho mấy chị còn 320.000 tiền công. Đúng, 1 chỉ 75 sale còn 320 thôi. Người ta đòi màu trắng mà lấy màu gì vậy? 7180. 7.180. 7.180. Nói bạn lấy đúng thôi, lấy dư quá ngoài tiệm không có đồ. 7180 con cá chép hóa rồng. Em xoay chiều lại. Chị nào mà ni 16 hình như vừa luôn á. Đây nó ngậm. Chỉnh ni thoải mái luôn. Ni 16, 17 đều vừa. À, ni nào em chỉnh cũng được. Chị hiện là ni 16, 17 là đeo vừa luôn không cần chỉnh. Nhưng mà mấy chị đeo ni khác, ví dụ như là ni 13, 14, 15, 16, 17, 18 gì cũng mua được chiếc này. Em chỉnh ni 7.180 cá chép hóa rồng nha. 7.180. 7.180. Lên nhẫn cẩm thạch nam bọc vàng hả? À, hôm nay nhẫn nam em lại không chuẩn bị nhiều quá anh Út mới ơi. Rồi tiếp Út lên một cái đôi bông. Nay có lên đi 3 phân không hả? Hồi nãy chị có chuẩn bị nhẫn 3 phân. Đây, cho lên cái bông nha. Chị nào đòi bông hoa mai đi. Chắc là cũng nôn Tết lắm rồi đây. Lắp lên lạc lốt 2 lượng mà lấy bọng dữ hết không? Lấy lạc đâu nha. Đây, cái đôi bông này đẹp nè. Cho mấy chị đeo. Đẹp không mấy chị? Đó. Giả sòn. Giả sòn đẹp quá chừng luôn, sáng rực luôn, full hộp luôn. Nè tính nè, 5 phân 69. Thị trường bán tầm khoảng 400.000 cái dòng hột sòn nhân tạo full hộp như vậy. Bây giờ em sale cho mấy chị còn 99.000 tiền công. Chốt đơn 2329. 2.329.000. 2329 là có đơn. 2329 em qua mẫu nha. 99.000 tiền công. 2329. Rồi chốt cái nhẫn con cá cho chị Đỗ Su San. Chuyển khoản liền cho em đi chị. Nè bé Nhi. Chị Đỗ Su San ơi, chuyển khoản cho em 1 triệu chị nha. Nội dung cái tên Facebook đừng nghe mua vàng hay là tộc nhẫn đó chị. Rồi vòng nữ hoàng nhỏ. Vòng 2329 nha chị kìa. 2329. Rồi chị Claudia Hồng chốt cái đôi bông 2329 vòng màu trắng nhỏ đó. Claudia Hồng, chị fan Jenny bị hụt rồi. Bao nhiêu cho em xin lại giá dạ? Nhiêu giá đọc lại giờ con rắn lên. Con cá chép. Con cá chép đi. Cá chép đây.
7180. Coi lại gì tiền công. 320. 7.180.000 chị đổ Susa. Vậy là chị ơi, phải dính mảnh em là 3 triệu hả chị? Chị lên gì á? Cái dây mảnh hồi nãy em chuẩn bị cho chị đâu, chị chưa lên á. Cái này khách tỏi nè, bông tai nè, khách tỏi nè. Lắc đang đeo bao nhiêu vậy? Dạ lắc đang đeo sale còn có 800.000 tiền công ạ. 33.085. 8.236. Mấy chị mua khoảng 1.600.000 tiền công. Bây giờ út sale còn có 800.000 tiền công. 33.085. Rồi ai hỏi cái gì ba chỉ út lên này. Sắn bông mai ba chỉ. Còn hết cá chép rồi. Cá chép khách chốt rồi. Dây này đẹp lắm, dài là 4 tấc rưỡi nè. 3.161, thị trường bán tầm khoảng 600.000 tiền công. Bây giờ em sale cho mấy chị còn nửa giá thôi, bán 280.000 tiền công. Tính đi, 3.161 em. 3.161. Châu lãng mà còn không chịu giáo công nữa. 280 à. Tốt đơn 12.671.000. 12.671. Mà nãy idol lắc lượng á, lên lắc lượng. Lắc 2 lượng á, lên đi. 12.671 đi 56 á. Nè. Lắc đó khoảng 4 chỉ không? Lắc đây có loại 4 chỉ luôn chị Hạnh Trần. Dây cho em bé thì út không có lên trên line này, mấy chị inbox đi vẫn được giá săn sale. Rồi em có một cái vòng bảng nè. Chị nào mà không thích đeo hột á, sợ rớt hột á, mua cái vòng này. Ở đây á, dây 4 tóc rưỡi vậy Thiên Nga. 12.671 dây 4 tóc rưỡi. Ngay cái khóa mà đẹp không mấy chị? Nó còn móc máy hình lá lan nữa nè. Vòng này em cho hứa là sẽ sale đậm sâu nè. Ni 4850 đeo vừa. 3.202. Chị mua cái lắc 3 chỉ đó đổi qua cái dòng này nè chị. Chị râu ơi. 3.202, thị trường bán 800.000 tiền công. Bây giờ em cho sale cho mấy chị còn 290.000 tiền công. Siêu rẻ luôn nha. Siêu rẻ bằng tiền công của một đôi bông thôi. 290.000 tiền công bé. 12.842.000. 12.842. Nhắc chị nói nhỏ xuống chị. Nhắc chị. Bye bye. Lấy được chỉ gấp. Đi sẽ gấp chị cho chị cưng. 12.842. Không vừa hả? Chị đem đi bao nhiêu? Trời ơi, cái vòng này ai bỏ qua uổng thiệt á. Nó sáng rực rỡ mà em sale đậm sâu. Em tay em cũng ốm ốm rồi để em đeo. Đẹp, sáng. Sale còn 290 nè, 12 triệu. 800 mấy nè. Ờ, có đi 52 không? Dạ không, cái này đang là đi 4850 thôi. Dạ, cho chị Châu. Đẹp đúng không? Tại nó không vừa tay mấy chị thôi, chứ vừa mấy chị đã bụp nó liền rồi. Nó có 4850 thôi mấy chị, đẹp, dễ sờ. Không, tuy là nó trơn đúng không? Nhưng mà đeo lên tay Châu nhìn rất là modern luôn. Không phải là trơn là sến đâu mấy chị, tùy mẫu nha. Thì cái mẫu nó càng đơn giản, mình bận cái áo thun thôi nhìn cũng là thấy ngầu. Rồi em đọc lại giá nè. 290.000 tiền công, 4850 chốt được. 12.842. Lắc trơn một lượng. Lắc trơn một lượng đi bé. Lắc sắn trơn một lượng. Với lại lắc còn ten cả 3-4 chỉ thôi. Chị gái đòi hỏi vòng nữ hoàng có phải vòng này không? Tầm khoảng 5 chỉ 8 được không chị? Được hay không được cũng cho út hay nha. Được hay không được cũng phải nói cho em biết để em đổi cái khác. Rồi nhẫn nè. Mấy chị, cánh hoa xoáy xoáy nè. Nụ ở giữa là full hộp luôn. Tầm khoảng là 1 chỉ 7. Chị nào thích cứu em Châu ha. Rồi em Châu còn nợ ai cái gì nữa nè? Cái nhẫn qua nó mới đợi em tí nha anh ơi. Châu còn nợ có đôi bông, bé Chi nó biểu lên đôi bông. Rồi bé Chi nó biểu Châu lên đôi bông này, hồi nãy ai yêu cầu đúng không mấy chị? Chứ giống vậy chứ đi 52 hả, chị ghiền quá rồi. Ra kiếm nào tương tự ha. 5.8 tiền công bao nhiêu? 5 chỉ 8 tiền công bao nhiêu hả? Rồi ok lên. Bông LV vàng chứ không phải LV đen, bé Chi nó đọc lộn rồi. Có nghĩa là họ hỏi kiểu này mà vàng không vàng thôi. Vòng nữ hoàng đi 48 con em. Ai yêu cầu? Đâu có ai yêu cầu đâu. Nhẫn hột trắng đi 10, đi 10 á, để cho Út coi. Ủa cha ơi, đi 12. Có chị Nguyễn Loan. Chị Nguyễn Loan ơi, xếp bộ cộng á, màu xanh có rồi, chị em có dây với bông tai luôn. Rồi,
Châu có cái nhẫn này ni số 8 này dành cho chị nào hôm bữa hỏi Châu là Út ơi chị muốn ni số 8. Số 6 mới ác chứ không phải số 8 đâu. Rồi đi số 6 thôi. Nghe đi không là muốn bỏ trốn rồi. Nhưng mà hôm nay là Út không trốn rồi. Ni số 8 Út có thể chỉnh xuống ni số 7, số 6 được nè. Đây là ni số 8 nha. Chỉnh được ra số 7 nè, số 8, số 9. Chốt đơn chiếc này cho em. Dễ thương không ạ? 801 nè. Quá đẹp luôn Keo ơi. Thị trường bán 500 ngàn tiền công mà không có hàng luôn. Mấy ni nhỏ này kiếm không đâu ra đường á. Chỉ có ở Kim Thành Thảo thôi. Em sale 250 tiền công. Chốt đơn 801, 250 tiền công. 3.425 ngàn chị. 3.425 dễ thương lắm nha mấy anh chị. Lâu lâu Út lên size nhỏ nè, tranh thủ bật liền. 3.425, dán giấy đi để quên cục cưng ơi. Chị ơi, lắc cho em cáo nó cho chị. Nó đi lặng coi được không chị? Đây cái lắc khoan lập này chị nào yêu cầu Út lên cho 2 lượng rưỡi được không ạ? À? Rồi 3.425 chốt đơn chị Lê Thị Thí Vân nha. Chị Vân, rồi 3.425. Rồi chị ơi, chị có hãy cho em nội dung cái tên Facebook rồi cái mua chèn hay là gặp chị. Cái đó có đi số 8 mà. Như số 10 Châu Dani cho. Thôi chị, à rồi Châu có cái nhẫn này nè. Dạ nhẫn size 10 đi chị, nhiều chị đòi size 10 dưới ta. Em có cái nhẫn này size 10, size 11 nè. Một lượng thôi, chị Nguyễn Như chỉ đợi 1 lượng thôi, quốc chuyện lượng mấy dữ vậy? Có chị đợi 2 lượng. Chị Ngọc Minh đòi 2 lượng. Nguyễn Như đợi 1 lượng rồi. Lát cho 1 lượng hay lận hả? Mấy chị, nhẫn này size 10, size 11 đeo vừa nè. Chị nào size nhỏ hồi giờ ước ao có cái nhẫn nữ hoàng đeo mà không có là không phải không có tiền, mà là không có ni. Thì đây. Rồi chị Phan Thảo đợi Út nha. Đẹp hơn mấy chị. Ni số 10, 11 đeo vừa. Như vậy là ni 9, ni 10, 11, 12 chốt đơn được chiếc này nha. Những ni khác Út chỉnh ni nè. 1 chỉ 142. Thị trường bán tầm khoảng 900 ngàn. Bây giờ Út sale cho mấy chị còn 320 ngàn tiền công thôi. Chốt đơn 4.797.000. Đá tô ba siêu đẹp. Cái mẫu này nó chổng ngổn lên luôn, siêu sang luôn. Hộp màu vàng nè, Tết đeo là hay Tết về rồi. 4.797 size nhỏ nha, size 9, 10, 11, 12. Rồi 4.797 cho Vũ Thị Dung Anh chốt. Mấy chị size nhỏ chốt đi chứ kiếm không ra đâu. Nhận nữ hoàng đi 16 nhiều lắm chị. Người nhẫn cho nữ nam đeo mà lấy cái gì vậy? Nè chị Vũ Thị Dung Anh à, ghi dùm em là tên Facebook thôi nha, đừng ghi gì hết, chuyển khoản cho em. Lắp 12 triệu mấy đó, chiều dài 16 mang được không Út? Lắp nào Út quên mất. Ủa chị cái giỏi bộ chiều dài 16 mang được không Út? Cái này cái dòng 12.842 là ni 4850 là tầm khoảng 16 cm là đeo vừa nó nha Xuân Sang ơi. Nếu lắp 16 cm là đeo vừa cái dòng này chị nha. Mà Út đang sale có 209 bỏ là tiếc nha. Hôm nay Út lung la lung linh dữ vậy. Nhà chị Thanh Tuyền không cho lung la lung linh gì vậy? Đây chị ơi, ta lung la lung linh xíu tự nhiên không có. Ủa mình ơi, chị Nguyễn Lo ơi, em có cái bộ valise màu xanh gì coi được không chị yêu? Được không? Em tính tiền lên chị cho. Em sẽ chấn động đi bàn chị ơi. Chị Lo Nguyễn Lo nha. Kiếm cái dòng một hộp lên cho khách đi. Đây còn cái dòng này siêu dễ thương nè. Vòng hộp nha. Cái ni này là ni 50, trời ơi, ni 56, 57 đeo vừa luôn. Chu cha ơi, chị nào mà size đại á, giống như mình mua quần áo biết size lớn á, là chốt cái dòng này nè. Ni 56, 57 đeo vừa luôn nha. Một chỉ 653, sale rẻ đậm sâu nè. Thị trường bán 900 ngàn tiền công. Giờ em sale cho mấy chị còn 320 ngàn tiền công. Một cái dòng tiền công 320. Đúng rồi, bộ con rồng nha. Đây ai cũng mua hết, của chị nào lên cũng mua hết trơn á. Nè gì vậy, đưa dòng cho người ta. Đưa đi. À, một chỉ 653. Rồi lắc 6 một lượng, đợi em. Chốt đơn 6.8. Ni 62 hả chị? Vòng này ha, nó mới ni 58. À 56, 57 thôi. 57, 56, 57, 58 đều vừa thôi. 6.8, 320 ngàn tiền công. Nguyên một cái dòng siêu xịn. Lắc 6 một lượng đi nha. Chị nào xây đại đừng bỏ qua nha. Mấy chị kiếm có tiền kiếm cũng không ra cái vòng này thì đó là em bán vàng mà em còn thấy hiếm nữa.
hiếm ở chỗ là đi lớn đó mấy chị, chứ không phải hiếm là cái kiểu này nó bình thường, nhưng mà hiếm ở chỗ size lớn, nên chị nào size lớn là mua cái dòng này về đeo nha. 6.8 triệu, Úc sale còn có 320 tiền công. Rồi tiếp, vòng này có ni 52 không ạ? Ni 52 có ngoài tiệm á, tại giờ Úc chưa có lên. Có được 8 chốt không? 6.8 triệu, rồi chốt cho chị Hiếu Hiền Lê 6.8 triệu. Chốt cho chị cái dòng. Hết thối rồi, đưa thối cho chị, giữ thối chi vậy? Rồi. Lên, cái Simon. Simon. Nhận nữ hoàng niên 16 em có chị. Từ từ em lên cho. Cổ tay nhỏ là 16, chỗ lớn là 17. 17 là 54. Rồi. Cổ lớn là 17, xem thử tay được chứ sợ đeo vừa không vừa mất công. Cổ tay nhỏ là chỗ nào chị? Bây giờ chị đeo ngay cục xương chưa? Chị đo ngay cục xương hay cho em đi. Là bao nhiêu? Simen này hồi nãy chị nào yêu cầu đi 52 đó, bây giờ Út lên nè. 7 ly. 10 chỉ 875. Thị trường bán là 1.4 triệu tiền công. Bây giờ em cho xe cho mấy anh chị là còn nhiêu chị? Hôm bữa mình biểu bán trên này là... Rồi, em xe cho mấy anh chị còn 1 triệu tiền công. Em xe 1 triệu tiền công. Chốt đơn 43.630.000. 43.630.000. 43.630.000. Rồi. Chạy cái đầu ngô ạ. Sale còn 1 triệu. Sale 1 triệu tiền công. Không. Cái vòng mới lên có đi 52 không? Là vòng hộp hả chị? Mà con rồng, bông con rồng có bán lẻ không? Út khách em đồ nguyên bộ chị Đào Ngô. Để Út ráp lẻ cho chị chịu không? Chú quá bộ xi măng đi 52 này nha. Lắc sáng lượng. Rồi lắc sáng một lượng cũng vô luôn rồi nè. Rồi em còn nợ nần cái gì nữa? Lắc món gì họ lắc món nữa. Lắc món 3 4 chỉ luôn. Cái này em nói có mấy chị đừng rời xa màn hình nha. Rồi. Chị lắc lại Bình Dương quá trời. Cặp lại Bình Dương đeo đi. Trời. Đây. Không. Em đeo hôm nay em mua cái nhẫn nguyên một cọng bông lúa này về, người ta nói rằng là gạo lúa đầy bồ đó. Đó là tượng trưng cho một cái Tết sung túc, cho nên là em là chết sống gì cũng phải mua cái nhẫn này về để bán cho mấy anh chị đây. Nó rất là phù hợp với chủ đề năm mới luôn. Dạ chị Tiết Nghi nhẫn 3 phân y mới thì em Tiết Nghi nha. 1.619 nha, 1.619. Rồi, chưa lên mặt mẹ luôn thiệt, chưa lên kịp. Cái vòng này lên là bộ con đồng, ok chị. Cái bộ này, cái mặt, cái vòng 5.8 này nè, em báo cho chị nè. 5.804 này đó là hiện đang là đi 54. Ni 54, dạ chị Phan Thảo, ni 54, nhưng mà em chỉnh ni 56 được, vô ni 52 được. Nhẫn kiểu giống như vậy ở tiệm em nhiều lắm, chỗ này xoay được nè. Nên đèn vui không mấy chị? Đó, độc đáo ha. Rồi, 5.804, thị trường bán 2 triệu tiền công. Bây giờ em sale cho mấy chị còn 1.200.000 tiền công cái dòng này. 23.952. 23.952. Tiền công sale giá 1.2 triệu. Chị Hiếu Hiền Lê ơi, chị cứ chuyển khoản đi rồi chị nhờ nhân viên em mở cái khóa ra cho chị coi. Chị không chịu khóa em chuyển tiền lại chị không sao đâu. 23.952 giùm em sale giá 1.200.000. 23.952, 23.952 nha. Út sale còn 1.200.000 tiền công thôi. 1.200.000 là bằng người ta bán một cái nhẫn thôi. Một cái nhẫn nữ hoàng thôi là tiền công 1.200.000 thôi đó. Em giảm bằng cái nhẫn thôi. Hiện đang là đi 54. Đi đây chị có 48-50 thôi hả? Hơi nhỏ chị ha. Để kiếm cái nào đi 48-50 này không có chỉnh được cái cỡ đó. Úc xe còn 1.200.000 thôi. Lấy mấy con vòng một hộp mà nhẹ cho khách mua. Vòng này đặc điểm đặc biệt thiệt á. Đang 54 đeo vừa luôn nha mấy chị. Chào chị Ngô Simen, chào chị Nguyễn Hiền. Dạ Ngọc Thảo ơi, dây chuyền bông mai hồi nãy lên rồi mà, bây giờ lên lại cho chị ha. Rồi lắc một lượng em lên cho. Chỉ đòi vòng nữ hoàng đi có 48-50 thôi. Đó, đem bên nè, 50-51 nè. Đây vòng này nè chị, đi 50 chị chịu không? Tầm khoảng 6.23. 6.23 chịu không chị?
vòng đang đeo chưa? Con báo á, vòng này có 290.000 tiền công mà chị, đi 4850 đeo vừa, 12.842, siêu sáng, ngay cái khóa mới còn là đẹp mê lòng người nè. Dạ chị Phương Trinh ơi, đồ em bé hôm nay không có sợ này, không có lên cho chị Phương Trinh nha. Em có lên sáng 8 chị hôm rồi chị nè. Đó, 8 chị 024, chị có đồ thì ủng hộ em nha. Bạn ơi, con lấy đồ cái kho để ngoài tiệm bán nữa con. Đó, đây nè, gửi chị nè ra, đeo cái dây này vô cho chị Châu nè. Ra, đem bao quý vòng cả. Gỡ này, giả ra trừ đi, mấy cái này trừ trừ ra hay không? Trừ ra luôn đi con. Đây đây, cái sợi dây của em nè, sợi dây ba màu mấy anh chị ơi, một lượng mốt 43. Nhẫn bông lúa đẹp lắm. Anh Trần Danh là anh muốn mua nhẫn nữ hoa 1.980 đi 14 lấy đi, bán cho anh Danh. Anh Trần Danh là anh chị mến anh lắm. Mến là vì ảnh nhiều lúc bên em mới anh Trần Danh ở cái điểm này đẹp như vậy mà em nể anh Trần Danh luôn. Ở cái điểm là có một lần là bên em làm lộn cho anh Danh, nhưng mà ảnh với một cái tâm thế là rất là tấm lòng, rất là gọi là sao, kiểu mà ảnh không có la làng tụi em mà ảnh chịu lắng nghe cho bên em giải thích nha, và ảnh chịu tin bên em. Cái điều đó khiến em rất là nể phục ảnh tới bây giờ luôn. Đôi khi em không phải là nhìn người giàu mà nể đâu mấy anh chị, không phải đâu, mà em nhìn những người nào biết cư xử là tự nhiên em rất là nể. Và lần này vẫn cảm ơn anh Danh nha, anh Danh cảm ơn vì anh đã luôn tin tưởng, và cái điểm đó là do tụi em giải thích và lắng nghe bên tụi em. Mà dù cái lỗi đó là ở bên em nha, tại vì bên em là do nhân viên, nhiều lúc nó có ngày nắng ngày mưa đó mấy anh chị. Kiểu như mấy bạn nữ là đông á, một tháng cũng sẽ có vài ngày là mấy bạn nó mệt mỏi vô điều kiện, cho nên là thường là làm lộn tới lộn lui mấy ngày đó. Nhưng mà anh Danh có cái điểm đó em rất là quý anh, cho nên là lấy nhẫn cho anh Danh đi biết chi. Em mà cảm thấy em nợ ai một cái ân tình thì em trả hoài trả không hết luôn. Rồi cái bông lúa nè, ni 20 hả? Ni 20 Út coi thử có vô được ni 20 không? Chào chị Lê Thị Bích Trâm. Chị Lê Vi rồi xem hình là xem hình cái gì chị? Vòng cho đang đeo, vòng cho đang đeo con báo như vậy. À chụp hình đó hả? Nè chị, nhìn đi chị, em xoay cho chị coi luôn nè. Chị chụp lại màn hình giùm em đi chị. 290.000 tiền công nha. 12.842.000. 12.842. Sắm nhiêu vàng chị Mai Trang ơi? Giờ vàng chị phát đổi qua bù trừ được không chị? Dạ chị Hao ơi, vàng chỗ khác gửi qua em kiểm tra vàng đó chị nha. Nếu được bên đây có được nha, miền công chị ơi. Nhẫn này nên 13, 14, 15 thôi. 13, 14, 15. Cảm ơn em nãy giờ đang lắng nghe em nói, anh ghi nhận lời nói của em. Dạ, có những cái thứ nó cho dù là nó xảy ra ở dĩ vãng luôn thôi, nhưng mà em muốn ghi nhớ trong lòng em hoài à. Cho nên nó ai mà làm em gì mà em cảm thấy công kích cảm kích á, là em nhớ hoài. Và em có dịp em cứ có dịp nào mà làm được gì em làm hết. Chi trắng luôn là chị phải tốn tiền xe. Chị Xuân Sang Trang ơi, chị mà chị mua đồ em bé á, là hôm nay em bị thiếu nhân viên lấy đồ tại vì khách ở tiệm em nó đông quá. Mấy chị thông cảm giùm em là em không lên đồ em bé được. Mấy chị inbox giùm em, chúc cái cô bé nhân viên kia cô rảnh đó là cô vô cô trả lời cho mấy anh chị. Cô bé đó nhiệt tình lắm. Cái gì chi tới đâu rồi? Ngân nhẫn chị ơi, chưa phải 15. Có này niêm 15 anh lấy đỡ được không anh? Ngân nhỏ nó kiếm sao không ra niêm 14. Còn không là không được là ngày mai em nhờ bé Hương nó tư vấn cho anh. Được không anh? Này đang niêm 15 nè. 8 phân 67. Nhẫn bông mai vàng 980. Chào em trai Đặng Khanh, chào chị Xuân Sang. Dây chuyền sáng hồi nãy đây nè chị. Hồi nãy em Châu có lên cái dây chuyền sáng này chị chốt đi. 4.5 đây. 3.161 nè. Em Châu sale còn cả 280.000 tiền công. 12.671. 12.671. 12.671.000 là sợi dây này. Vàng giá là 3.920.000 một chỉ, vàng 18. Đó chị Mai Trang nè, đó qua cho chị nha. Tiếp. Nhẫn bông mai đó em không chỉnh đi được chị ơi. Cái này không chỉnh đi được hả? Không, không động chỉnh đi được.
mấy cái nhẫn này không chỉnh đi được mấy anh chị ơi. Mấy anh chị cũng mua nhẫn cái 80 á, có gì ngày mai em đo đi bán hàng cho mấy chị cho. Rồi hốt ở đóng lên đi bán đi, còn gì phải đo. 5 6 phần, khoảng đi bao nhiêu chị cánh cụt kim? Dạ có bằng cái chị em nhẫn luôn chị Hoa Nguyễn ơi. Có luôn chị Hoa Nguyễn. Đây. Chị đòi là một lượng nhưng mà em có cái này 8 chỉ. 8 chỉ với một lượng nó trên lệch nhau, có 2 chỉ đối với cái dòng sắn bự này là cũng là không bao nhiêu. Nha anh chị. Nhẫn thì ok mà tay con dâu nó có đi 14. Anh mua cho con dâu. Để ngày mai em bé ấy nó kiếm đi chứ bây giờ bé Ngân nó bội bội vàng vàng kiếm ra có đi 15 mà. Đưa cho kiếm nha. Chị Nguyễn Lan ở tiệm em á địa chỉ là 209 Tân Hương, phường Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Đây cái nhẫn này đem đi cất đi cho để nó ấy á. Dạ có bông nó nhẫn hút rồi. Để cho chị mua đó. Chị mua lấy bông lấy nhẫn lấy mặt vô đi bán cho. Đi đi. Rồi sale đậm sâu gì mấy chị muốn mua lớn gì mua cái đó nè. Bữa mới đám hỏi thứ ba này đám cưới rồi. Dạ để ngày mai em nhờ bạn kiếm cho anh 8 chỉ 024. Thị trường bán tiền công tầm khoảng là 1 triệu 3 triệu 4 triệu 4 này là 700 ngàn đúng không? Bây giờ mình sale cho mấy anh chị còn 580 ngàn tiền công. Ni size nào đeo cũng được, em thêm tăng đưa 8 chỉ 24. Một nữ, một nam nữa, đó vui rồi. Ở nhà con ra được chưa? Không được, bé Di không được ra. Ở trong nhà tất ra một người. Em không có được ra. Đó, tiệm đông quá, quản lý rồi bỏ tiệm đi ra bán hàng luôn mấy anh chị ơi. Em không cho. Kêu hết người ra, đặt đồ ra hết chưa? Lên Ngân kìa. Trong này hai người thôi. Bác anh ra. Duyên mà vô không cho ra đâu nha. Kêu Duyên vô sao Duy làm gì? Xếp gấp, ngưng hạn xíu được không? Đi Hàn Quốc. Vậy đi Hàn Quốc hả? Sao toàn là xếp gấp đi Hàn Quốc không vậy? Rồi, 580 ngàn tiền công em qua nha. 32 triệu 034 mấy chị ha. Rồi qua đi. Tiếp. Bây giờ em lên cái một mặt hình đây. Lên cảm thạch giùm anh đi công việc. Vậy em không có người lấy đồ luôn. Em không có người lấy đồ luôn. Em sẽ lên những sản phẩm ở trên mâm giùm em nha mấy anh chị. Tiệm đông quá. Chiên đá siêu to luôn. Mấy anh chị kiếm cái này mua phải mấy triệu một viên đá. 14 một chi rưỡi luôn chị. Em có chiếc này một ni 14 một chỉ rưỡi được không anh Danh? Một chỉ rưỡi. Ni 14 một chỉ rưỡi nha. Một chỉ 033. Cái mặt này thị trường bán tiền công cho mấy anh chị tầm khoảng 1 triệu 2. Bây giờ em sale cho mấy anh chị giá siêu sốc. Em sale mấy anh chị là 450 ngàn tiền công. Siêu sốc luôn nha mấy anh chị. 4 triệu rưỡi. Ô sao không gài giùm chị cho cái này 4 triệu rưỡi. Mặt dây chuyền siêu sang trọng. Viên đá này mấy anh chị phải mua mấy triệu một viên. Viên siêu to luôn. Ở phía ngoài là nó viền hột sòn nhân tạo nha. Và em sale cho mấy anh chị còn 450 ngàn tiền công thành tiền. 4 triệu rưỡi. Tiền công 450 ngàn. Nè ghi đi em. Nhẫn bông mai ni 10 và bông tai như nhẫn luôn. Hai loại. Vàng 980 hả mấy anh chị? Đang làm tiếp nhanh nào bây giờ. Bây giờ á là có gì ngày mai nhân viên em lên vàng 980 cho mấy anh chị tại vì đang thiếu người đi lấy nhẫn cho mấy anh chị á nha. Ngày mai mẹ em lên đi chơi em đôi tay em lên cho. Rồi bây giờ em lên cái nhẫn kim tiền nè. Kim tiền tắm 6091. Đưa cái nồng số cho chị chồng. Thị trường bán tiền công tầm khoảng 400 mấy 500. Ni 14, 15, 16, 17 chốt đơn được. Em sale cho mấy chị tiền công còn 190 ngàn. Chốt đơn 2 triệu 899 ngàn. 2 triệu 899. 2899. 2 triệu 899. Em làm nhanh với chị nha. Dê đang đeo hả chị? Dê đang đeo là 1 lượng 1, 4 lượng 3. Và 5 tóc lượng mấy chị. Chị có tiền công hả chị? Tiền công 1 lượng 1, 4 phần 3. Rồi, tiền công. Dạ, cho chị hết.
28 rồi chị Lương Gia Gia 2899 chuyển khoản liền cho Út với chị. Hả? Rồi chị Lương. Chị Lương Gia ơi, chuyển khoản cho em liền đi chị ơi. Chị ăn đen bao nhiêu? Chị, nội dung rồi, em lên bộ con rồng. Mua vàng đó chị nha. Lên bộ con rồng đi. Đâu rồi? Chị chưa cho thành công cái này. Ủa? Đi. Cái bộ vàng này hả? Rồi thị trường bán tiền công tầm khoảng cái dây này là một lượng mấy quên rồi? Một lượng mốt. Một lượng mốt thì thị trường bán tầm khoảng là 2,5 triệu. Bây giờ em sale cho mấy chị còn là 1,2 triệu. 1,2 triệu tiền công thôi. 2,5 triệu em bớt cho mấy chị. 2,5 triệu trừ 1,2 triệu là em bớt cho mấy chị 1,3 triệu nha. Còn 1,2 triệu tiền công tính tiền. 1,2 triệu tiền công bé tính tiền. 11 tỷ 43 tiền công còn. Nhẫn hộp đen bao nhiêu? Nhẫn hộp đen nào ta? 46,06 triệu. Nhẫn hộp đen này có không chị Thu Thủy? 46,06 triệu. 46,06 triệu nó đang dài tới 5 tấc lận. Mấy chị có thể đeo dài xuống như vậy. Đó, em thì em thích đeo rộng rộng như vậy cho nó nhiều vàng cho nó sang. 46,06 triệu sale còn 1,2 triệu tiền công. Chị ơi, đưa hàng rồi mà người ta cái không nhận nữa chị. Không nhận vàng nữa. Em chị điện lại em đi chứ em điện rồi người ta không nhận đi, em quay về nè. Phải nhẫn hộp đen này không? Phải thì chị ok cho em nha. Rồi, em có một cái nhẫn hộp hình chữ nhật màu hồng đỏ đai kim tiền. Chị nào thích nói em, nó khoảng là 6,78 thôi. Tiếp theo là lên một cái vòng. Một cái vòng thương hiệu ISL. Vòng van đỏ viền hộp có anh chị hả? Có luôn chị, Thương Trần. Em có. Cái vòng này hiện đang là ni 50 đeo vừa. Bông đang đeo là bông đây nè chị. Nhẫn đen em đeo bao nhiêu hả? Bông này em bông này là 1,232. Em sale tiền công còn có 350 thôi. Thành tiền 5,179. 5,179. Dán tem nè. 5,179 là đôi bông em đang đeo. Mặt hình đứt mẹ hả? Chút nữa nhân viên em rảnh em nhờ đi lấy cho mấy chị. À, 5,179 đôi bông. Rồi nhẫn đen của em đây. Mặt hình đứt mẹ có không? 1,094. Thị trường bán thiên công tầm khoảng cái nhẫn đen này cũng cái hộp rất là to cũng tầm khoảng 1,1 triệu. Dây của em đeo 3 màu lượng chị, trắng, vàng và hồng. Nhưng mà người ta làm cái màu nó không có đậm, làm nhạt nhạt như vậy để cho nó chiếu chiếu cho nó sáng á mấy chị. Em sale cho mấy chị tiền công còn là 500 ngàn. 500 ngàn tiền công. Thành tiền đi chị. 1,094. Ni 10 13, 14, 15, 16 chốt đơn được. 4788 13, 14, 15 chốt đơn được. 4788, 16 cũng được. 4788 sale thành công 500. Bông là 5,179. Rồi em lên tiếp một cái đôi bông cho mấy chị mua nè. 4788 cho Lương Gia Gia. Chị Lương Gia Gia, chị lấy hai nhẫn luôn hả chị? Hả? Hay là chị lấy này xả kia cho em hay nha. Đúng hả chị? Mặt đứt mẹ đâu? Rồi, em lên một mặt đứt mẹ Maria nha. Dây như tiền của em, dây đang đeo là dây màu vậy nha. Dây 1,2 triệu tiền công á. Chị Lương Gia Gia hồi nãy chị lấy cái gì đó, lấy lại em chị chốt cho người khác đi chị. Hả? Rồi em chốt cho chị Trần Phượng lại cái nhẫn 2,899 cho chị Lương Gia Gia với chị xả hàng ra em chốt lại cho chị Trần Phượng nha. Chị Trần Phượng, đổi lại cho chị Trần Phượng đi em, đứa nhẫn ra cho chị hay luôn. Dạ chào chị Ngọc Liên Hoa. Đây là mặt Đức Mẹ Maria 1,19. Thị trường bán tiền công mặt Đức Mẹ này tầm khoảng 500-600 ngàn. Bây giờ em sale cho mấy chị là tầm khoảng là 299 ngàn tiền công. Đổi ra, đưa đồ đổi ra đi em. Đưa có chị Lương Gia Gia ra đi em. Đưa qua để lên cho khách hay. Chốt đơn là 4,964 ngàn. 4,964 ngàn chị. Chị Trần Phượng nè, em chốt lại cái nhẫn này cho chị nha.
Chị Trần Phượng, chốt lại chiếc này cho chị. Chị có đó chị, ok cho em hay nha. Mặt đất mẹ nè, 4964 anh 4964 chị sale 299.000 tiền công. Bự cỡ này chị nha. Chị ơi, chị Mỹ Linh Đặng ơi, dây đang đây tiền công sale 1.200.000 cho chị. Một lượng 4.4 cho chị nha. 46.000 đến 6.000 là dây đang đeo của chị. Rồi, à, tiếp mấy chị. Còn cái heo đôi là vòng gì ta? Em có một đôi bông phô mai con bò cười. Đôi bông này là 1.053, thị trường bán khoảng 500.000 tiền công. Đây là bông khoen. Bây giờ em sale cho mấy anh chị còn 99.000 tiền công. Ông Mai bấm tiền cho em hết, em tự bấm anh chị. 1.053 nhân 3920 cộng 99.000 tiền công, 4.227. Em chào chị Tạ Thị Liễu. 4.227 4227 đôi bông này sale 99.000 tiền công. Đường kính là ni 51-52 đó mấy anh chị. Nhãn 2899 à. 2899. 2899 mà không thấy chị Phượng chỉ nói chốt lại cho chị Lễ Kiều đi. Em chốt cho chị Lễ Kiều nhận 2899 nha. Chị chuyển khoản cho em đi chị. Em chị Trần Phượng chứ không có ư hữu gì hết. Chốt cho chị Lễ Kiều đi, nhận 2899. Rồi chị Kiều chuyển khoản cho em Lễ Kiều. Rồi chị Cánh Cục Kim là 4227. Rồi chị Cánh Cục nhá, chuyển khoản cái tên Facebook của chị. Đừng đi mua vàng hay là cọc bông cho chị nha. Chơi chị nên em có 4 tấc không à? Lấy cậu 4 tấc rưỡi đi. 4 tấc nó hơi ngắn đó chị. Chị nghe lời Út lấy 4 tấc rưỡi đi. Nhẫn nha. Rồi tiếp Út lên một tiếp một cái đôi bông nữa. Mấy chị muốn mua bông bật không? Bông túi tiền nè. Bông túi tiền bật nha. Thị trường là tiền công có đôi bông 9/68 thì tầm khoảng là 500-600.000. Bây giờ em sale cho mấy chị còn là 150.000 tiền công thôi. 9/68 9/68 3.945.000 trong sau sale 150 đó chị. Lắp sáng đang mang là size từ 50-54-56 đây vừa đó chị. Em Lê Nguyễn ơi, 3.945. Cái này là che khuyết điểm cho những cái lỗ tai to xệ là đeo được hết. Nằm không sợ cấn ngứa gãy là vì bông là bông bọc. 3945 Út qua mẫu nha. Bông bọc 3945 ạ. 3945. Em lên một cái đôi bông mà em đã xi bạch kim sẵn cho mấy chị nè. 9/25. Xi bạch kim sẵn, còn ten siêu dễ thương. Rồi đào ngô chốt bông túi tiền. 3.945.000 bông túi tiền chị nha. Em có mặt luôn có chị đấy luôn không chị ơi. Còn chị cho mong là có bộ xi men kim cương rồi có gì cho mong. Rồi, tiền công có đôi bông này là tầm khoảng là 500-600.000 mà chưa tính tiền si. Tiền si ít nhất cũng phải là 150-200.000 là đôi này nha. Bây giờ em sale cho mấy chị tiền công, đôi này còn 220 thôi. 9/25. Coi như em lấy tiền si thôi đó. Còn đôi bông không bán còn nào. 3.846 nè, em si bạch kim sẵn. 3846, 3.846. Công sale có 220 quá rẻ luôn nha mấy chị. Qua vàng 750 đúng rồi, vàng 18 đúng rồi chị Mỹ Hoa ơi. Ghi giá luôn chị quên bé. Tiếp lắc nè, lắc nhiều mẫu đẹp lắm. Rồi cháu chị bỏ bên nào nha cô giáo của mình. Cho hai cái nhẫn này xả ra đi, Út thấy lo lắng quá. Cháu cho cô giáo. Rồi chị Đào ơi, em cái mặt có tiền luôn á chị ơi, lấy đúng không chị yêu? Một cái lắc này em đảm bảo với mấy chị nha, không sợ là đụng hàng đâu, đẹp dễ sợ luôn mấy chị. Mấy chị có thấy cái lắc này chưa? Em bán vàng mà em thấy nó hiếm vô cùng luôn á. Nói 2 ngày rồi chưa nhận được luôn hả? Rồi để chị Xuân Nguyên em biết không? Chị Xuân Nguyên ngày mai Út Châu hứa là Út Châu sáng mai Út Châu diệt để cho nhân viên chuyển khoản cho chị nha. Em Châu xin lỗi chị vì sự chậm trễ nha. Tại bữa giờ con em mới đi học mấy chị, đi học mẫu giáo, phần con khóc, phần mẹ khóc. Cái nên em hơi bị sao nhãn, mấy chị thông cảm thương em nha. Ngày mai em làm cho chị Xuân Nguyên nha. Rồi. Có lúc mà đang live stream vậy á là phải nhường lại để mà đi đón con nữa mấy chị. 2236. Thị trường bán tiền công cái lắc này tầm khoảng 1.2.000. Bây giờ em sale cho mấy chị 1.2.000 chia 2 là 600 đúng không? Em bán 550 thôi. 550. 1.2.000 không có hàng đâu mấy chị. Hàng đẹp độc lạ nha.
Chị hồi nãy cái lớp ba chị á, chốt cái này đi chị. Cái này đẹp quá nè, chị là hồi nãy mà chị râu á, chị râu hoa hồng á, chốt cái này đi. Có tăng đưa ni nào đeo cũng vừa hết chị. 550 tiền công nha. 9.315.000. Lắc khoen lọc kiểu siêu đẹp luôn. Em để lên tay cho mấy chị coi. Lên bộ hông đồng đi, đưa bộ hông đồng lại đây. 9.315.000 nha mấy chị, siêu đẹp luôn. Có lên dây mảnh, lượng dây mảnh lên chị. Rồi em chốt. Em chốt cho chị. Thi liễu ni 50 nè, đeo vừa chị. Chị thi liễu chốt đơn. Cho thối đi, hết thối nữa rồi mấy cục cưng của chị ơi. Có những có tiền luôn chị. Có những có tiền, các bạn có thêm tiền đó luôn. Chị em lên, em có cái dây này nè, một lượng nè chị. Tầm khoảng 4.5 rưỡi. Dạ em cảm ơn tại Tâm Bảo chị nhắc ngày nay mà tới giờ em chưa nhận hả? Tại do cái chị trước giờ lên live, cái chị biểu em là vô cô gì đi mà em nói du bu quá cho Châu Linh tập trung live xíu. Nên là nên đợi em mai em làm cho. Lắc ba bốn chỉ còn nữa. Hồi nãy khai chốt qua lắc đi rồi đúng không? Đây, lắc lọc đây nè. Sợi dây chị chủ, sợi dây chị chủ đẹp. Chị Liến Lê muốn lấy lắc lọc, tôi thu hồi số điện thoại là đi giữ Liến Lê ơi. À, cái lắc hồi nãy chị chốt á hả? Chị chốt á là sau này chị để cái mã em Châu Độc á, giữ Liến Lê thu hồi số điện thoại lại, coi chừng cái gian lừa đảo gọi cho chị nha. Em chưa chốt với chị được nha. Nha chị, chưa chốt với chị á, ai vô nhắn tin biểu chị chuyển là chị đừng có chuyển giùm em á. Đây em có cái lắc đây, lắc khoen lọc đây nè, đồ đúc đặc kẹo luôn. Trời ơi, sao có 13cm rồi ni nào? Chị, có 13cm là ni nào đeo cái lắc này trời chị? Em bé hả? 13cm là ni bao nhiêu? Ni có 44 mà. 40-44 gì đó, chia thử chị. Ni 40-41 thôi. Chị mua cho con nha, 4.826. Ai thích cái này nói em nha. Dòng chị đang đeo nha, 12 triệu năm đó, Levi chốt dòng anh đeo. Rồi Levi, chốt cho Levi các bạn. Chị khoảng cho em 8 triệu cho Levi ơi, nội dung mua tên Facebook, đồ em mua vàng hay là cọc dòng cho chị Levi nha. Lắc hồi nãy khách mua rồi chị Liến Lê ơi, khách chốt đơn rồi. Chị đi công chuyện hả, rồi em đây. Chốt rồi. Đi, bộ xi men nè, siêu dễ thương nè. Kim cương chị ơi, xanh rồi cả. Có rồi, có rồi. 50 ni 50. 7.285. Đó là 2 bộ. 2 bộ, chị muốn mua mấy bộ? Mua 2 bộ giùm em đi. Thôi tính tiền 1 bộ đi. 7.285 chia đôi đi cục cưng. Nguyên bộ là chia đâu luôn. Hối. Tổng cộng tính được. Nguyên bộ đó chứ mình được phải chia đâu lại chứ, tiền công tổng mà nguyên bộ nó khoảng 1 triệu 2 ra. Thôi. Đi. 7.285. Chia 2 một bộ là khoảng 3.64 tính đại đi nha chị. 3.65 đi nha. Rồi, một bộ là khoảng là 600.000 đúng không? Bây giờ em sale cho anh chị là 450 một bộ. Anh đi lát nữa út lấy anh, vậy anh đi công việc chút vô anh hú em lại nha. Có bông khoen con bò cười đường kính nhỏ nãy con có chị Lê Vi. 450 đi. 14.758 2467 mẫu hồi nãy là khách chốt rồi chị, mẫu đó hàng độc con cái à. 14.758 chị, rồi cho mong lấy bộ. Còn bộ chị đã lấy đúng không chị ơi? Còn bộ nữa ai mua giùm em không? Em còn bộ. Còn một bộ nữa ai mua giùm em không? Em hai bộ mà em xếp bán cho khách nè. Mấy chị nào nói mua giùm em. Có còn con cái heo đôi không bán cho chị kìa. Dạ lên cho em ảnh lên cho. Rồi bộ con rồng nè. Dây em đeo nè, em báo cho mấy chị nè. Dây em đeo nó là tới 5 tấc rồi. Chết mấy chị ơi, hàng tiếng quá, cái tiệm nó ồn quá. Chi nhắc chị nói nhỏ gì để dành sức live tiếp. Dạ có lắc bi chị, còn cái này là 4.5 tấc nè. Cái này 4.5 tấc, còn cái này là tới 5 tấc lận.
cái này là cũng một lượng, cái kia cũng một lượng nha. Đừng có đeo cái này mà bốn tóc giùm em nha, bốn tóc nó ngắn lắm, tại vì cái bản này bình thường em đeo dây năm tóc nó dài xuống dưới này nè, bây giờ đeo năm tóc mà nó mới tới đây à. Mấy chị đeo bốn tóc chứ nó nằm ở trên này luôn á nha, nghe lời em, mua về đeo không được đâu. 4,5 tóc. Rồi báo giá cái này sale là tiền công là 1,2 triệu thôi, 2 triệu mấy, 2,5 triệu, sale còn 1,2 triệu tiền công, 46,006 cho đổi vàng luôn, thành tiền 46,006. Chị Thảo Trân Ninh cho hỏi đi tay bao nhiêu là gì vậy? Hello, em có một tay màu xanh là chị Nguyễn Ngân ơi. Bông màu xanh là 4,67. Tiền công này sale cho mấy chị nha. Bông màu xanh này tiền công sale là 320,000 thôi. Bông màu xanh này chốt đơn là 2,151,000, đúng rồi. Bông màu xanh là 2,151 các chị nha. Bông màu xanh là 2,151. Em có dây màu xanh, lắc màu xanh, nhẫn màu xanh thôi chị ơi. Rồi 2,151 chốt kim chi và ca. Vậy? Em có cái dây si trắng nè chị, 9 phân 56 có chị ơi, 9 phân mấy nè, chị nào thích không em lên cho dây nè, lên đi, dây này đẹp đừng bỏ qua uổng. 9 phân 39, thị trường bán tầm khoảng 500,000 là chưa tính tiền si, bây giờ em sale cho mấy chị còn 250,000 thôi, 250,000 chưa tính tiền si. 3931 em si sẵn luôn, si ý 750, nam nữ đeo được mẫu này luôn. Dầm con cái heo có rồi các chị nha. 3931. Ủa hai con heo cái heo đâu? 3931. Ủa hai cái heo đâu? 3,931. Mày đem cái nhẫn ra gấp đôi kìa. Nam nữ đeo được và 4,5 tóc. 3931 nha mấy chị. Chị Phúc ơi, Simen 50-56 bản có đây không? Nhẫn thì em gái có rồi mấy chị nha, anh bộ đồng lắm thôi. Không, không, không có đẩy chị ơi. Cái nhẫn này của em đang đeo á là ni 16. Nhẫn này đang là ni 16, nhưng mà chị nào ni 10, ni bao nhiêu em cũng chỉnh được hết, tại vì cái đai này đai trơn, có nghĩa là ni số 10 cũng được, mà ni 20, 21, 22 gì cũng chỉnh ni được. Rồi 3931 khách lấy cái sợi dây này, chị Thi Liễu lấy sợi dây chuyển khoản cho em đi chị. Thi Liễu ơi, chuyển khoản liền em chị ơi, nội dung ghi tên Facebook được em mua giả là cọc dây cái chị, có dây liền mặt cũng lá đen luôn chị, có lắc luôn. Mặt cái chuyền xi lắng hả? Đang mặt cái chuyền xi lắng hả? Dây liền mặt cổ bông lá đen, còn tiền tăng đưa em lên cho 2,555, 2,555 thị trường bán 1,4 triệu tiền công, 1,4 triệu thì bây giờ là 1,4 triệu em sale cho mấy chị nửa giá thôi, em bán 700,000, tốt hơn 10,716,000. Gỡ cọng dây ra đi, cọng này đẹp quá chị ơi, trời ơi, chốt cọng này đi, hàng đẹp độc lạ nè, gỡ cọng này ra. Cọng này em cho mấy chị coi cận cảnh nha, 3 màu mấy chị nha, màu trắng, màu vàng và màu hồng. Em sale còn 1,2 triệu tiền công thôi, 40 triệu, 46,006, 11,43 cọng này. Sale 1,2 triệu tiền công. Ốm dữ thật. Biểu cất ra ngoài mà để vô đây nữa chị, nghe lời chị Châu đi, không có sai bài đâu, cất đi liền như con gái, trừ sổ ra. Mày nữa nó không nghe hả? Thôi đừng bỏ chị chứ. Cái dễ người ta làm hết rồi chị ơi, khó mới tới mình rồi. Chị lên cái bộ này năn nỉ luôn á. Rồi năn nỉ chị đúng không? Năn nỉ mới lên đó nha. Rồi em lên bộ con rồng, gồm có con rồng, nhẫn, mặt và bông. Thì nếu mấy chị muốn xé lẻ thì phải chốt được cái vòng em mới xé lẻ, rồi không em không xé nha. Đó, rồi xong rồi, vợ thì đeo con rồng, rồi xong rồi chồng đeo con rồng luôn. Trời ơi, vô me hai vợ chồng luôn. Lên, tính tiền. Con bò cười hết rồi, chỉ tiền công thôi. Khoan con bò cười, chế có, từ từ chế lên cho. Ni là vòng là ni 50, 51, 52 đeo vừa. Chị nào ni lớn thì Ukraine. Vòng con rồng ni 50, 51, 52, con rồng này là cưỡi mây và cưỡi kim tiền, đai nè dễ thương không, chơi caro xen kẽ nữa nè mấy chị, rất là sang trọng nha. 7,652 ghi tờ giấy cho đàng hoàng nè, thị trường bán tiền công tầm khoảng 3 triệu, thì bây giờ em sale cho mấy chị là 1,890,000 tiền công.
vòng ghi đi nha. Rồi cái nhẫn, nhẫn này chỉnh đi bao nhiêu cũng đẹp luôn. Em đặt trước bông rồng và mặt rồng nhé. Rồi để có ai lấy thì em sẽ lẻ thì em lấy bông với lấy mặt, còn không là thì thôi nha. Rồi cái nhẫn này hiện đang là ni 12 luôn, nhưng mà chỉnh ni nha, là chỉnh ni đẹp luôn á, tại vì cái đai này là đai trơn mấy anh chị à, chỉnh bao nhiêu nó cũng đẹp hết trơn á, mình không lo sợ rớt hộp nha. Và ở trên ni miệng của rồng là ngậm ngọc, ngậm châu, nhẫn hộp đi 14 đũa lên, ni 14 đũa lên nhẫn được thì bích ngang, nhẫn hộp ngang 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 hết chị, 1 chỉ 46, thị trường bán cái nhẫn này tầm khoảng 1.2 triệu, bây giờ Út bán là 770.000, 770.000 tiền công nha. Rồi em báo công cho cái chi nó tính tiền trước, đợi em. Đây đẹp theo bờ đậu vừa có nè. Rồi tới cái mặt dây chuyền con rồng. Mặt à vậy, dầu nhi cho mua vàng nữa hả? Chị hiểu rồi. 3 chỉ 31, thị trường bán tiền công cái này là tầm khoảng 1.5 triệu, có nơi bán 1.5 triệu, có nơi bán 1.8 triệu. Bây giờ em sale cho mấy chị là 890.000 tiền công. Cái chị nó đang tính tiền, chút nữa em sẽ báo giá. Rồng, nhẫn rồng chính đi 15 là bao đẹp cho chị luôn nha, chị Phương Lâm. Rồi tiếp chị đây là Nguyễn, cái đó cho đang mang là 33 triệu. Chị Nga Nguyễn đợi xíu cho báo giá cái lắc cho. Cái đôi bông là 1 chỉ 346 nè. Thị trường bán đôi bông này là tầm khoảng 1.2 triệu. Bây giờ em chết nó rớt, em kẹp bông không có được cái gì, nó rớt lên rớt xuống thôi, em cầm đi. Đôi bông nha, đôi bông bán là 700.000 tiền công. 700.000 tiền công. Đúng rồi. Dạ có gì Chi Chi ơi. Rồi thành tiền đi cái Chi. Yes. Để Chi nó ra tiền nha. Ngân con đứng không, con xỏ cọng dây cho dì Út coi. Đứng không tự nhiên làm gì, xỏ giùm Út đi. Con mặc con rồng vô. Em có nhẫn đây kim cương. Kim cương chị nào hết tầm khoảng 1.7 nha. Cái lắc này của Út quá, có cả 2.1 à. Tên thoại, mày cho chị một lần, tên thoại, cho chị vô. Em đem nhau con rồng vô. Sao con? Rồi, cái này cho gì? Cái này nó yếu nữa nè. Ngân dạo này sao á, không đổ xa suốt qua gần Tết rồi Ngân ơi. Rồi đây rồi em đọc giá nha mấy chị. Cái dòng của mấy chị ơi là trồng lượng vàng là 7 chỉ 652, tiền cao em xem là 1.890.000, chốt đơn cái dòng 31.886.000. Đẹp lắm, rồng ngậm ngọc mà cái thân mình người ta làm rất là nghệ thuật, một cái đường sóng chạy theo dọc sóng là đá màu đỏ, rồi xong mới viền hột sò nhân tạo sau, ngậm ngọc nè, ngậm châu. Đây là đá nó láng bóng luôn đó mấy chị, đúng là nghĩa là viên ngọc luôn nha. Còn nhẫn là 1.46 anh chị nha. Công xăng sale là 770, chốt đơn nhẫn là 6493. Mặt dây chuyền là 3 chỉ 31, tiền công xăng sale là 859. Chốt đơn là mặt là 13.865.000, ít kỳ quá. Bông là 1 chỉ 346, tiền công sale là 700.000 à. Chốt đơn là 5976. Tổng trọng lượng bộ vàng này là 13 chỉ. Đem cho. Thôi. Rồi. Nguyên bộ này là 13 chỉ 768, tiền công xăng sale là 4.250.000, chốt đơn là 58.220.000. Tiền công nguyên bộ này là cỡ mười mấy triệu đó mấy chị. Bây giờ em xem còn có 4.250.000 thôi. 58.220. Chị nào lấy được cái dòng thì Út mới xé lẻ ra nha. Còn không lấy được cái dòng là không xé lẻ. Có ai muốn mua vòng riêng thì Châu có thể xé lẻ ra. 58.220 là nguyên một bộ. Vòng là 31.886. Tiền công là 1.890. Nhẫn là 6.493. Tiền công là 770. Mặt là 13.865. Tiền công là 890.
bông là 700.000 tiền công, 5.976.000. Mấy anh chị mà chốt lên like thì mới được giá vàng và tiền công đã thấy như bây giờ anh chị nha, còn xuống like rồi á thì lại giá vàng và tiền công rất cao hơn anh chị. Rồi. Sẽ làm cái gì cứ lên đủ chốt đâu nữa nha. Rồi. Đang suy nghĩ em cho qua nha, chụp màn hình lại nếu còn suy nghĩ. Và giá công đang sale 4 triệu mấy là nguyên một bộ chỉ áp dụng trên live stream. Còn mấy anh chị xuống showroom trưng bày chắc chắn phải tầm 10 triệu trở lên nha. Rồi em qua mẫu. Năm sau đó con đồng anh chị, mua đi anh chị ơi. Rồi cái vợ mua đeo con bộ rồng, rồi chồng đeo luôn cái mặt con rồng nữa là vô bộ đẹp xinh luôn. Em này em xinh ơi. Dạ vàng bữa nay là 3.920.000 một chỉ. Lát nhỏ đang mang nặng bao nhiêu, có 2 chỉ mấy rồi để út lên cho chị ta mang mua. Dây cho bé trai á, à, inbox giùm em đi chị, nhân viên em tư vấn cho. Rồi lắc trang út đeo, có tăng đưa nè. Từ ni 48 tới ni 56 đeo vừa. Cháu chưa lên lưu ra mày. Túi tiền. Hai chỉ mấy? 2.188. Thị trường bán 900.000 tiền công. Bây giờ em sale cho mấy anh chị là 250. Nha. 250 siêu rẻ đúng không mấy anh chị? 8.827. 8.827 sale tiền công 250. Bao nhiêu nó yếu vậy, nó lên bạn yếu không? 8.827 sale tiền công 250 nha. Sale tiền công 250. Rồi. Sale gì mà nhân chưa? Thanh tiền. 8.827. Đôi bông siêu dễ thương đúng không mấy chị? Bộ rồng đẹp quá, giá vàng hôm nay 3.920.000 chỉ chị. Tại đôi bông này quá đẹp, lắc 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 mà nó còn lung linh hơn nữa. Bông bạc chị nha. 5.97. Thị trường bán tầm khoảng 500.000 tiền công. Bây giờ em sale cho mấy chị còn 120.000 tiền công. Chốt đơn 2.460 chị ơi, trong xe 120 chị. 2.460 à. 100. Dạ chị Na Lê Thị ơi, bộ đó chị gái muốn chỉnh đi được cái chị nha. Mi Sun Sinai là chị muốn trước mua cái sai chị ta đi bao nhiêu chị, cái đó em làm lên 58 năm. Chị Liên Ngọc Nguyễn, chị hỏi cái gì giá bao nhiêu để út mua biết được, út lên cho chị Liên Ngọc Nguyễn. Dây đang đeo như vậy em hả? Rồi Thi Võ Nhà Châu 2.460 chốt đơn. Dạ chị Mi Sun Sinai ơi, dây đang đeo tiền công là 700.000 hả chị nha. À, 10.716.000 chị ơi. 10.716.000 là giá út cho đang đeo hả chị? Đó, chốt được giá xăng xeo luôn hả chị ơi. 2.460 khách lấy rồi chị. Cái này nó có cái lắc màu đen vô bộ luôn. 2.460 hết đơn rồi mấy chị. Có lắc màu đen luôn, chị nào thích thì nói út nhau. Lắc này tầm khoảng là 1 chỉ 157 nha. Rồi chị gái đòi cái nhẫn này ni 16 trở lên để út lên, ni 14 trở lên út lên cho nè. Em có cái nhẫn này là ni 16, chị nào ni 15, 16, 17 chốt đơn được. 15, 16, 17 chốt đơn. Lớp kiểu vừa mượn 3 chiếc máy này lại cho khách đi. Dạ chị Thương Phạm em biết rồi chị. Chị đeo lắc được không chị Thương Phạm? Đây xanh dương nè, em còn bộ này nữa nè. 2.460 nữa là chị Liên Ngọc Nguyễn ơi, em hết rồi chị nha. Ni 15, 16, 17 nha. Biết buông rồi chị ơi. Thị trường bán là tầm khoảng 900.000 công. Ôi cái thành nó đẹp mấy chị. Bây giờ em sale cho mấy chị bao nhiêu đây? Sale cho mấy chị còn 320.000 tiền công thôi. Đứng tiền đi bé. 320.000 tiền công thôi. Chốt đơn 5.657.000 nè. 5.667.000, 5667 là đôi bông. À lộn, là cái nhẫn anh chị. Rồi đôi bông út qua mẫu nha. Đôi bông nè, em qua mẫu nè mấy chị. Đôi bông này là 8.093.000, sale 208 tiền công nha. 8093 sale 208. Đây nè bé. Chị robot chị nói gì em hiểu không? Trả lời dạ, hiểu đang lấy lắc tay chị ba chị chị ơi. Rồi, chiếc nhẫn đây, em mở lại. 5667 sale 320.000 tiền công. 5667 nha. Biết luôn chị nha. Chốt sale liền chị ơi. Rồi bây giờ mấy chị muốn lên để mình lộn giùm em nha, lên mặt nó nhỏ rồi kìa. Không, hồi nãy chị gái nó làm nhẫn phô ngang. Nhẫn phô ngang út lên đây, kim tiền. Chị Huệ ơi. Chị Huệ đúng không? Hiện em nó đang là ni 16. Chị nào ni, ni bao nhiêu cũng chỉnh ni được, tại vì đai trơn. Đai trơn mấy chị, siêu đẹp luôn, khoan lọc nè. Nha. Không có hai chiếc máy đi chàng Huệ ơi. Hay chứ mấy mà mẫu khác với mình chị hiện, chị, biết nào, cái chị nào ni 16 đeo vừa luôn. Còn chị nào muốn chỉnh đi á, là em nói từ ni 10 cho tới ni 20 là chỉnh được hết. 1 chỉ 2, 18 này em.
thị trường bán 600.000 tiền công, bây giờ em giao sale cho mấy chị còn 220.000 tiền công. Chốt đơn 4995. Một chiếc duy nhất thôi nha mấy chị, siêu xinh luôn, Khoan Lộc mình đã nằm trên cái bảng kim tiền. 4995. 4995. Em đây chị Robert bé, bé chị đang đi lấy. Trời ơi sao ai cũng gọi Út ơi hết. À, vòng hai con rồng thôi rồi. Con cá heo. Vòng hai con cá heo. Lắc một lượng đây được không chị của em ơi? Trời ơi gì vậy, lắc lượng chứ. Thứ nào vậy? Lắc pha lê nè chị Vũ còn không? Chị Ngân hay chị Vui Vũ ta? Vui Vũ. Vui Vũ còn không? Hai con cá heo nè Ngọc Liên Hoa ơi. Khát nước quá. Nước này. 4995 khách chốt rồi nè, chị Trần Ngọc Thiên Kim chốt chị. Trần Ngọc Thiên Kim chốt. Chuyển khoản giùm em, ghi chữ vô giùm chị Châu cái chị. Xử lý liền đi. Chị ơi, chị ơi, chị Trần Ngọc khách ra lấy Thiên Kim Kim ơi. Chuyển khoản cho em chịu chị, nội dung cái tên Facebook, đừng em mua vàng là gọc nhẫn đó chị. Hôm nay em lên nhiều đồ đẹp quá đúng không mấy chị? Con cá heo nè. Trái dâu nè. Hai con công nè. Con bướm nè. Đó. Dạ, dạ, dạ em biết rồi, chị Thiên Kim chị chuyển khoản đi, chụp màn hình chuyển khoản thành công gửi cho em là sẽ có đơn nha. Rồi lên này chốt chị Ngọc Liên Hoa. Lắc bận ba chiếc máy được không chị? Rồi em có phải lắc nè chị. Em lên lắc này ba chỉ được chị Rô Bắp được không? Dạ Tâm Đăng Thi ơi. Dạ không muốn ra mà có tiền với chị nha. Vòng này hiện là ni 52. Chị nào 52 là đeo dừa luôn. Chị nào 54, 56 út ra ni cho. 5 chỉ 2, 14. Chua cha cái đai nó dễ thương nè. Mang chị của em ơi. À 9 tháng 10 ngày mai em lên cho mấy chị nha. Lắm đây đẹp quá chị. Tiền con bớt hơn một chút à. Thật sự là 10 triệu mấy luôn mà em bớt còn có 4 triệu mấy à. Chốt 3 món. Sợ. Chốt 3 món là món nào chị Nana? Bà Châu lên đồ mộ đẹp mà chồng không có ở nhà sao mà cưới của ổng được nè. Đồ mộ hôm nay em lên đẹp gì cái bộ. Đó em lên đồ mộ này mấy chị còn ghi nữa. Màu xanh nè chị thương. Xuất sắc luôn á. Mấy chị ai đã hỏng mi vàng thôi đã lỡ đi vàng. Gì vậy? Em tôi lắc nhẫn vòng nhẫn với mặt hả? Chị lấy vòng nhẫn mặt mà chị đeo ni bao nhiêu? Bé nó thông minh lắm á. Ấy thì gần chung chuối em luôn á. Chị đeo, chị Nana ơi, chị đeo cái vòng đó là ni bao nhiêu để em biết em coi em chỉnh ni được không? Cái vòng này đẹp quá mấy chị ơi, một lượng mốt lượng đó. Dây chuyền chị mang bao nhiêu? Ok lên đi hả? Chị Hằng Nguyên em xong rồi. Em xong rồi mà chưa kịp đến đâu chị. Chị Hằng Nguyên ơi, cái gì mang tới tiền nha. Cái chị đứa mùa đỏ đỏ chị à. Rồi chứ không dọa em kìa. 55 hay 56? Cái vòng con rồng mới đi 52 à. Chị Đào Ngô chứ muốn lấy đó chị vậy. Bây giờ có hai chị muốn lấy chứ không phải một chị nữa. Đây chị Đào Ngô chị có đeo dừa ni 52 không chị? Chị Hằng Thị dấu cho ông đang mang là 10.716.000 như Hồng Thị nha. Công thân sẽ là 700.000 chị ơi. Chị ni 55, 56 thì Úc ra ni được cho chị. Chắc chắn là ra ni được. Nhưng mà bây giờ chị nào là chị nào chốt đơn lý? Chị nào bỏ lại 4 món đó chị ơi. Bỏ lại chị nào mua 4 Đào món. Chị nào mua 4 món này em ưu tiên trước. Rồi sao mà 4 món không mua thì mới giảm giá xuống còn 3 món. Mà 3 món không mua mới giảm xuống còn. Mà bắt đầu ế rồi á là bán còn có cái dòng thôi. Nha mấy chị. Chốt dùm em là em bán rẻ lắm rồi. Nè chụp cái này lại đi mấy chị. Chói quá đúng không? Chụp lại đi rồi suy nghĩ nè. Chụp lại chưa? Rồi qua nha. Bộ con rồng á. Trời nếu không có gì nào lấy những con đầm lấy nhé. Hả? Ế quá, ế quá là bán nhẫn rồng xong rồi mới bán cái nhẫn con rồng nha chị Phương Lâm. Cái gì trời ơi, người ta đâu mua hai món gì không bán rồi. Vậy bây giờ chưa chốt được cho ai thì cũng gọi là ế rồi cục cưng hơn. Không. Lát ba lê cho. Đây cái mỏ mày. Chồng cầm cái đó nha chị Lâm. Chị giận chị hả? Ý á, bữa trước ý con đầm á. Chị giận hả? Để chị bù đắp cho, yên tâm. Có chị ở đây. Em mua cho mẹ em, tay mẹ em ni 55. Hai chị cùng một ni. Dạ rồi, ai đeo cũng được.
ai mua ủng hộ giùm em cái đi. Lên rồi 120 triệu. Em đọc lại nè, nguyên một bộ ha, 58.220.000. Rồi muốn bỏ bông thì bỏ ra bông, bỏ bông thì nói em để em bán cho khách em nha. Đây là cô giáo bỏ bên hàng. Ê, em chào cô. Bữa giờ em thấy chị ở tiên. Cảm ơn chị nha. Rồi chị đưa lên chưa chụp kịp, để xuống rồi đưa cái gì lên à? Đấy hả? Giá chỉ hôm nay thôi chị Hà Cẩm Tiên ơi. Chị suy nghĩ, chị suy nghĩ một hồi ha, là ngày mai em không bán giá này đâu, tại vì em lên giá mà bản thân em đọc giá xong em còn quên á. Mấy chị hay coi like là biết giá mỗi ngày nó một khác á nha. Chỉ có chốt trên like này thôi. Đọc lại cho mấy chị tổng. Thôi khỏi, đưa màn hình lên chụp luôn. Không hả? Nó chịu. Đấy chị ơi, bây giờ tổng bộ này là 58.220.000. Chị nào chốt đơn nhắn giùm em nha, 58.220. Chỉnh đây bên em bao phí cho anh chị nha, anh chị nha. Tiền công hôm nay được săn sale hết là hơn 50% luôn. Nên là mấy chị cứ chốt đơn đi anh chị, lợi tiền công là khoảng một nửa nha mấy chị. Đi 52 đeo vừa, cam kết vừa. Chị xe tiền công rẻ giùm cần đó chị, để bù đắp lại chị đi. Bù đắp hả? Dạ. Rồi tụi nó lại gây nợ nần gì bắt em bù đắp đây nè. 4/96, thị trường bán tiền công tầm khoảng 700.000. Bây giờ em xe cho chị là 250, là bù đắp dữ chưa? Giữ rồi. Giữ rồi đúng không? 2194. Chốt riêng cho Hồng Cầm thôi. Hồng Cầm không chốt, cứ dám chốt cho người khác. Đó, ưu tiên cho chị nha. Mấy anh chị nhân viên em làm cái gì á mà làm lỗi với mấy anh chị á thì cứ mét em rồi em bù đắp cho. Khi nào em còn sống là em còn bù đắp nha mấy anh chị. Mấy anh chị đừng có lo là giận nó quá xong mà bỏ nó luôn được, đừng. Em sẽ còn bù đắp nha. 2.194.000. Rồi Hồng Cầm đó, thấy chưa, bù đắp cái hết giận liền. Cảm ơn chị nha. Em chịu đó chị Hồng Cầm nha. Nội dung cái tên Facebook thường em mua vàng hay là cọc nhà lắc nha chị. Các chúng ta bây giờ cho lên đây với lại lên cái lắc màu đen đi. Lên nó màu đen. Em nhân viên em nó chọc hết, em giận nhiều lắm. Nhưng mà làm mẹ ta ơi. Nhưng mà mấy chị đừng có nghĩ rằng là cứ thấy là con trâu nó còn sống rồi nó còn bù đắp cho mấy chị, đừng có bỏ em. Nhiều lúc giận á, mấy chị giận quá là hay kiểu không nhìn mặt nhau á. Em có lắc châu cầm hay châu dục đâu rồi. Rồi giờ cho lên lại có dây. Chị nó giận, không biết giận cái gì á. Nó giận phải nói ra mấy chị ơi. Rồi, đây. Anh đúng kìa, khổ châu. Anh cũng bán đội cái gì á. Anh đúng nghe, còn hốt châu làm lỗi thì ai bù đắp kìa. Dẹp tiệm luôn anh. em nói giỡn chứ bản thân em á là em hiểu. À, em tuy là nhỏ nhưng mà em có thể nghe và có thể hiểu được. Mấy anh chị nói là em sẽ hiểu, em biết lắng nghe, cho nên là em có thể gây lầm lỗi nhưng em biết lắng nghe và em sẽ sửa sai nha mấy anh chị. Nên mấy anh chị đừng có lo, em lầm lỗi em sẽ biết cái lỗi của em. Mấy anh chị cứ nói ra đi là em sẽ hiểu, rồi xong em sẽ tự động xin lỗi mấy anh chị nếu em thực sự có lỗi. Và cái xin lỗi nó phải thành tâm thì mấy anh chị mới tha lỗi được. Nó ta cổ nó đỡ có luôn chị ơi. Đây là cái dây đó mấy chị, cái dây mà nó đẹp vậy đó nha. Em báo giá lại trước khi em xuống. 2.555. Được chị, cầu các bạn gái được chị ơi. Tiền công đâu? Em sale tiền công cho mấy chị còn có 700.000 thôi. Cái nhẫn này phải không Út ơi? Út ơi, Út à. 10.717.000. 10.717.000. Thôi 16 mà. Chị ơi, sao bên chị không lấy cái lắc size to bọng mà nhẹ vàng về vậy? Size chị đây 60 lận chị. À, rồi rồi, em qua này nha. 10 triệu. Từ từ, đâu có kịp lên đâu. 10.716.000 là cái dây full hoa như thế này, một cái cọng dây full hoa. 10.716. Dạ, cảm ơn chị Tiên Tú. Rồi lên cái lắc ba chỉ cho chị đây, chị râu của châu nè. Châu Ngọc Thiên Kim với chốt có gì nè. Cái này có tâm hương đi xa nào đeo cũng được. 3.117, thị trường bán tầm khoảng 900.000 tiền công. Bây giờ em sale cho mấy chị là 450.000 tiền công. Chốt đơn 12.669.000. 2.669.000. 12.669.000. 12.669.000. 12.669.000. Em lên liền chị Thương ơi. Hôm nay em đem bộ đó vô là để phục vụ cho chị đó. Đó, cái mà em nói là em biết lắng nghe ở chỗ là hôm bữa em like, em lên không có được cái dòng hình chữ màu xanh nước biển đó. Là hôm nay em chủ đích là em lên để cho chị mua 12.669.000.
rồi, để cho biết rồi. 12.669 như chị chốt với chị Robot nè. Rồi qua. Lên cái dòng nè. Siêu đẹp luôn mà siêu sáng, sang lắm được. Dòng này là nhẫn full hộp đi 18 á hả? Hết rồi chị Thủy ơi. Có màu khác không mà không có cái màu của chị. Em có màu tím được không? Cái vòng này hiện đang là ni 53, có nghĩa là chị nào 52, 54 thì đeo vừa luôn. Còn chị nào ni 56 úp ra ni cho nha, 50 là vô ni, được hết. Vòng của chị đổi đi chị Nguyên nè. Cái nhẫn này nút nè. Vòng đường vậy là 5 phân 14, tiền công xong sẽ là 509 đó chị ơi. Chốt đơn là 26-5 của chị nha. Size 21 đem vừa 26-5 là chị có đơn à. Tiệm em á cửa đứng chính nữ của chị à. Mất mẹ kìa. Mà đất mẹ và con à. Nãy đâu? Mẹ nãy đó ra mặt em ghé mua được không? Dạ được chị. Ghé mua chị luôn đang vui lắm. Đây một kỷ 19 là các mẹ cho đang sale 299.000 tiền công. 4964 là có đơn. 4964 là mặt đất mẹ. 4964. Rồi cái dòng đây. Còn này tiền công cao nha mấy chị nha. Tại vì cái hàng này hàng cao cấp. 11.047. Thị trường bán cái vòng này là tầm khoảng, cái vòng này người ta bán là tầm khoảng 9 đến 10 triệu một cái dòng này nè, nói gì kim ngưỡng đó nha, trước khi em báo giá em sale 9 đến 10 triệu một cái dòng này. Đây là cái nhẫn của nó, em có màu tím luôn, riêng cái này em có màu tím hết pin rồi chị ơi. Đây là cái nhẫn nha, em có màu tím, còn đây là màu xanh lá cây. Bây giờ em đang cân nhắc là giảm cho mấy chị bao nhiêu đây. Em bán cho mấy chị là 5.900.000 tiền công cái dòng. 5.900.000 nha. Người ta bán 9 đến 10 triệu nha mấy chị. Đó mấy chị chụp hình. 9.200.000. Xong rồi mấy chị đi so giá nha, rồi sẽ biết. Bây giờ em bán cho mấy chị 5.900.000. Thành tiền đi chị. 49.204 nè. 49.204. 204 được. Em gắn nhiều quá nó bị tối màn hình giống như hôm bữa. 49.204. Còn đôi bông nữa mấy chị. 49.204. Ai mua được cái dòng không anh chị nha. Em sẽ xé lẻ ra em bán cho. Đây là cái dòng thôi nha. Đó. Rồi. Chị Đào Ngô, em thử được không chị Đào Ngô? Em thử bông đồng được không? Một cái chích nhanh nam bây giờ. Cái con rồng này không lớn quá đâu chị ơi. 49.204.000 nha. Hàng cao cấp nha mấy chị nha. Rồi chị nào chủ màu tím em có ý tưởng là màu tím luôn. Và đây là đôi bông của em nè. Rồi em quay nha. Đeo bông con rồng vô xem có lớn không để Út đeo cho. Nè em đeo nè. Chị đeo luôn rồi hả? Chị đeo nhẫn bông gì nè. Chị bỏ cái tay đi ra coi. Chị vén tóc lên. Để chị cho zoom nha. Thấy không mấy chị? Nghiêng mặt qua đây xíu chị, nghiêng qua bên chị á. Rồi. Bỏ tay xuống đi, người ta đang coi đôi bông mà. Xinh dữ trời. Rồi qua đi. Bên lên nhà của bác, bên lên nhà. Bên tay nè, bên nhà. Rồi rồi. Đó đôi bông cỡ đó đẹp nha chị nha. Ủa sale công thêm gì chị? Chị bán công gì? Bán công thì chị bán cái gì thôi. Chứ tiền công ngoài trường 900 mấy lần. Cô ơi bán công. Cái này cẩm thạch mà nó có chữ tài lộc luôn nè anh. Đây chị ơi. Đây em còn nhiều chữ lắm anh. Chị nào muốn mua chiếc này không? Chữ tài nè. Chữ lộc nè. Nó may đẹp luôn. Cẩm thạch. Bấy chị bớt thêm cho. Bấy chị sale 509 cũng sát lắm rồi. Em bán 550 đi. Kệ nó bớt thêm đi. 550 công thôi. Nó đẹp thì cái vòng màu xanh này mà chị nè. Chị nào chốt cái vòng này đi đẹp lắm luôn. Còn không này chị em lựa lắc cho chị nha. Đúng là hơi nặng vàng thiệt. Tại cái đai này là cái đai nó cứng cáp lắm. Anh ơi, công sale 5.5 chốt đơn là 2.565.000 nha nha. Gỡ ông ra. 2.565 giùm em à. Gỡ giùm Út đi. Rồi, bỏ vô lại đồ bộ cho để nó lộn xộn của mình. Nhẫn xanh bao nhiêu hả chị?
Giờ em lên cái nhẫn này nha, cho mấy chị chốt nè. 1 chỉ 6-19. Thị trường bán tiền công là tầm khoảng 8-900 ngàn. Bây giờ em sale cho mấy chị là 280 ngàn tiền công. Chốt đơn 6626 à. 6.626. 6.626. Ni là ni 14 là vừa luôn. 12, 13, 14, 15, 16 chốt đơn được. Chốt đơn là 6.626 ngàn. Lắc tim cũng đang mang nãy bán rồi mà, giá đâu? Tim này. Úc, tim này 1 chỉ 546. Có tăng đưa ni sai nào đeo cũng vừa. Thị trường bán tầm khoảng là 6-700 ngàn. Bây giờ em sale cho mấy chị còn 280. Chốt đơn là 6.340 chị ơi. 6.340. Gửi này ra đi, hồi nãy bán rồi đó. Mà không biết giá. Em nhớ là 88 à. Có chị nào có chữ N nè. Chị nào tên N không? Đi Út lên nhẫn này cho. Tên N em. Rồi, bông khoen đâu rồi? Ủa sao đeo bông gì hết đi chị? Bông khoen này chị nè. Bông khoen 6 nè chị ơi. Khoen nhỏ nè chị nè. Đeo bông lên nha. Dạ, cho chị Nguyệt Nguyên. Để lên giá rồi hả đeo. Đây là đôi bông khoen 7 phân 76. Thị trường bán tầm khoảng 500 ngàn. Bây giờ em sale cho chị còn 250. Chốt đơn 3.292 ngàn. Đường kính là 37 37, 38 xăng đó chị. Cái gì vậy? Dạ, dạng nhỏ vậy nha. Bao nhiêu? 3292 chú. 3292. 3292 nha chị. Chị nào hồi nãy mà yêu cầu đôi bông phô mai con bò cười. Nhẫn 2565 ly mấy hả? Dạ. 2565 là nhẫn nào người ta? Như nãy giờ qua nè mà đúng không chị? 2565 thì hết chốt rồi mà. Phô mai con bò cười, chị nào yêu cầu chị đi hả? Chị đi đâu mất tiêu. Rồi em qua nha. 3.2 ghi giá nè. 200 được rồi chị ơi. Trời ơi. Có mấy chị, một chị bớt cái mấy chị còn lại cũng bớt tội nghiệp em. Dạ, đi lấy bông giùm cho đi. Lấy bông không bớt được cái gì nha. Không bớt được một dạng. Nhẫn 2565 là nhẫn nào chị? Nhẫn nãy giờ qua rồi chị. Chắc em bán rồi đó. Chị ơi, cộng đơn là chứng khoản cho em hồi dưới 5 triệu hả chị? Nội dung cái tên Facebook đường em mua vàng hay là cọc bông một nhẫn đó chị nha. Chấm cái một người đi. 3292. Cảm ơn chị Vi. Nắng ơi, để em bụi ra ngoài luôn. Cọc rồi nha. Dạ, cảm ơn chị. Dạ, cảm ơn chị Hồng Cầm. Rồi, em lên một cái đôi bông siêu siêu dễ thương. Em nhìn đâu kỳ nào đó chị Hồng Cầm ơi. Chị chỉnh cái đèn coi chị. Đèn cái gì? Đèn tắt rồi. Mặt sau nè mấy chị. Mặt trước nè, cô lên cho mấy chị đôi này. 5 phân 62. Thị trường bán tầm khoảng 380. Thị trường bán tầm khoảng 380. Bây giờ em cho sale cho mấy chị là 99.000 tiền công. Chốt đơn 2302. Một đôi duy nhất thôi chị, 2.302. 2302 em qua mẫu nha. 99.000 2302 qua. Giờ em tăng tốc lên cho chị nha. Chị Đào Ngô ơi, em không bớt được em của chị Đào Ngô nha. Nếu anh mua được cũng mua em của chị gái. Chị cứ tham khảo giá đi chị ơi. Cái đó em bớt gì em bớt theo được đó chị ơi. Ờ, mua về em đi, em cảm ơn quá chị ơi. Quá rẻ luôn rồi. Tiền công em mượn 4 triệu mấy. 4 triệu mấy là rẻ lắm quá chị ơi. 58.220. Chị ủng hộ giùm Út Châu đi. Em bán còn có 4.250 à. Rẻ lắm, rẻ lắm. Ủng hộ giùm Út Châu đi. Vòng bướm như chị hả? Vòng bướm đâu? Vòng bướm rồi, em lên cho vòng bướm màu hồng. Chờ gì Diễm Quỳnh. 3.920.000 một chỉ gì Diễm Quỳnh ơi. Đây, Châu có một cái lắc sớm lá nè. Si bạch kim sẵn rồi, còn ten. Dễ thương quá anh. Đúng rồi. 1.798 nha. 1.798, thị trường bán tiền công là tầm khoảng 700-800 ngàn. Bây giờ em sale cho mấy chị còn 420 ngàn tiền công. 420 ngàn tiền công. 468 ngàn công, xong theo 402 nha anh chị. Dạ, 420, 1, 2, 3, 4, 5 món. Bánh gì? 7,468. 7.468 ngàn cái lắc này ạ. 7.468. Chị Lê Phan có mặt không một mấy bao nhiêu vàng chị ơi? 7,468. Bao nhiêu vàng chị? Có mặt không một bi rồi chị nè. Mặt bi là thường là 1.409 chị ơi. 1.409 chị. Rồi chị Rô Bắp lấy 7468 chốt cho chị. Cảm ơn chị.
chỗ này. Dạ, qua ông Lan ơi, bạn 469 mà có tiệm nhanh đây nha. Đây, 5 chỉ 2, 14, 2 con cá heo. Em sale tiền công cho chị là 1.700.000. 1.700.000. Chị đó bác ơi, nếu mà chiến hoãn là ghi nội cho là tên Facebook, đừng em mua vàng hay cọc lắc đó chị nha. Em sale tiền công 1.700.000. 22.139.000. 22.139.000. Dùm con cá heo cho chị nha. Anh Út mới anh có lấy chiếc này không ạ? 2.565.000. 2565 hồi nãy chị nào chị hỏi 2565 nè, bé đúng rồi. 2565 ni mấy? 20, 21. Chị 2565 là ni 21, 22, 23 đó chị. 2223. 2223 gì? 2565 là ni 2223. Có gì là con xin Nga chứ không có hai đồ chút Nga rồi. Ni 2223. 22.139 là cái vòng. Còn cái này là 2565 nè chị Chu ơi. Rồi xong nha chị Hoa ơi. Mặt bây giờ là gì được chị? Rồi 2565 là ni 22, 23 nha mấy chị nha. Vòng con bướm này nè mấy anh chị ơi. Đâu rồi? Mặt bi đó. Con bướm mới cầm dục rồi. Mặt bi nè chị. Chị học trai chị dạ có chị ơi, có chị học trai. Không phải nhẫn ngọc ni 13 14 là nhẫn này nè. Có. Dạ rồi em chốt cho chị Phủ Phương Lê nha. 2565. Chị gửi thêm tiền gì cho em để em đi hàng cho chị nha chị Phủ Phương Lê ơi. Dạ. Rồi. Lên mặt to dạ có, lên mặt dây to em có luôn. Rồi. Cái mặt này siêu nhẹ có một mấy à, mà cái khoan dây là siêu to nha mấy chị nha. Rồi. Một chỉ 4.900. Thị trường bán là khoảng 700.000 tiền công. Bây giờ Út sale cho mấy chị còn 99.000 tiền công. Sale rẻ nha chị. Đúng rồi, em sale rẻ nha, 99.000 tiền công. 5.622.000 chị ơi, bây giờ chốt nhanh đi chị ơi. Đó, chị Châu sale theo cậu chị luôn á, lên theo cầu mà sale thành công quá. Nhưng mà em thấy ai chứ em chốt người đó trước nha. Tại mấy mã này phải tặng 5.622.000 là mặt bi vậy. Em lấy cái lắc nào màu xanh.